Bây giờ chúng ta sẽ nói đến kỹ thuật, đó là abstract. Abstract. Ta có thể dịch nôm na sang tiếng ngay tiếng Việt là trừu tượng. Abstract. Thì kỹ thuật trừu tượng thường dùng cho hai tình huống như sau. Thứ nhất, đó là khi mà dùng dùng cho lớp. Dùng cho lớp các em nhé. Tức là khi lớp là lớp ở dạng trừu tượng. Thì khi dùng kỹ thuật trừu tượng cho lớp ấy, thì lúc này nó sẽ dùng với ý nghĩa như sau này. Là lớp trừu tượng ấy là không được phép có thể hiện hay là tạo đối tượng đấy, tức là cái là không tạo đối tượng, không tạo đối tượng, có nghĩa là trong tình huống chúng ta muốn định nghĩa một lớp nào đấy và cái lớp đó là ta không muốn là nó có thể tạo ra được đối tượng, không muốn nó tạo được đối tượng thì lớp đấy ta dùng đến đến cái kỹ thuật trừu tượng để áp cho lớp đấy nha. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là lớp trừu tượng dùng dùng khi khi chứa chứa phương thức trừu tượng. Khi chứa phương thức trừu tượng. Có nghĩa là nếu như trong cái lớp nào đó mà nó có chứa phương thức trừu tượng thì lớp đấy phải là lớp trừu tượng. Chứ hay là ta phải dùng lớp đó ở dạng là trừu tượng hay là ta áp dụng kỹ thuật trừu tượng vào trong lớp đấy. Nha. Thì đó là ý nghĩa của kỹ thuật trừu tượng khi dùng cho lớp này. Thì bây giờ lên đây thầy sẽ tạo ra một class là animal 4, animal 5. Trong đây thì cũng có một cái int id này, string name. Nha. Lớp này đang chứa hai cái anh bạn, đó là hai anh bạn trường ID và name. Số này thì thầy sẽ tạo ra một đối tượng của lớp animal 5. Animal 5 Annie bằng new animal 5. Thì cái này nó là bình thường, không vấn đề gì. Dạ, vấn đề gì. Ta tạo ra một đối tượng. Em tạo một thể diện. Tuy nhiên nếu như ta không muốn cái lớp animal 5 này nó có thể có được đối tượng. Lúc này ta áp dụng kỹ thuật trừu tượng vào như sau này. Chúng ta sử dụng từ khóa abstract. Abstract class animal 5. Thì lúc này lớp animal 5 sẽ trở thành lớp trừu tượng. Mà đã là lớp trừu tượng thì lúc này ta sẽ không tạo được đối tượng. Nó báo lỗi chỗ này, đây là cái chỗ mà ta tạo ra một đối tượng animal 5 đây. Chạm vào thì nó báo là không thể tạo được một thể hiện của cái kiểu trừu tượng hay là interface là animal 5. Không tạo được. Không tạo được các em nhé. Không làm được cái động tác này. À, chỗ này thầy ghi là không tạo được. Không tạo. Nhưng mà như thế này thì được. Animal 5 Annie. Như thế này thì được. Đây không phải là tạo đối tượng. Đây là tạo một một tham chiếu. Tạo một tham chiếu chứ Annie không phải là đối tượng. Muốn tạo đối tượng thì như chúng ta đã học ấy là phải dùng từ khóa new đúng không thì mới tạo đối tượng.
Còn cái này nó chỉ là tham chiếu thôi, đã tham chiếu thôi. Đó, đấy là cái tình huống thứ nhất là khi áp dụng kỹ thuật trừu tượng cho lớp. Chúng ta sang tình huống thứ hai. Dùng cho phương thức khi áp dụng kỹ thuật trừu tượng cho phương thức thì phương thức trừu tượng ấy, phương thức trừu tượng không được phép có phần định nghĩa thay vào đó là dạng khai báo khai báo ví dụ ở trên đây lên trên lớp lớp trừu tượng này này lớp trừu tượng animal 5 này này lên đây nha. Thầy tạo ra một một cái phương thức là mô public void mô các em thấy đây là định nghĩa một phương thức à, đây cái phần có cặp hồ xoắn chính là cái phần định nghĩa đấy đúng không? Phần định nghĩa cụ thể của nó đấy nơi thể hiện hành vi cụ thể của cái việc di chuyển là gì đúng không? Nhưng bây giờ thầy áp dụng kỹ thuật trừu tượng vào cho phương thức move này bằng cách là đưa từ khóa abstract vào. Public abstract move. Thì lúc này chạm vào đây nó có bốn lỗi đấy. Dạ, chạm đây nó báo rằng là cái ông phương thức một này không thể theo thể được khai báo mà lại có phần body. Cái phần body tức là cái phần định nghĩa đấy, cái phần thân đấy. Bởi vì nó được được đánh dấu là abstract trừu tượng. Thì lúc này chúng ta sẽ không có cặp hồ xoắn này được. Hay là không có phần định nghĩa. Mà thay vào đó là dạng khai báo cũng là nó chỉ đến đây thôi. Là chấm phẩy luôn. Đây chấm phẩy đây như thế này lúc này nó sẽ chỉ ở dạng khai báo là khai báo cái hành vi move hay là cái phương thức move. Điều này nó sẽ mang cái nghĩa thực tế đó là động vật thì có hành vi di chuyển. Có hành vi di chuyển. Nhưng mà di chuyển thế nào thì lại không thể hiện được. Vì sao? Vì mỗi một loài khác nhau thì nó có cái cách thức di chuyển khác nhau. Đúng không? Mỗi một loài khác nhau có một cách thức di chuyển khác nhau cho nên là tôi không thể định nghĩa được là nó di chuyển thế nào. Không thể định nghĩa một cách cụ thể được là nó di chuyển kiểu gì. Đấy, thì khi này chúng ta sẽ để nó ở dạng khai báo. Khai báo có nghĩa là gì? Là động vật thì có di chuyển. Chỉ biết là nó có thôi. Chậm, nó có. Còn có như thế nào ấy thì lại không cụ thể ở đây. Thế nó không cụ thể ở đây, đây thì nó cụ thể ở đâu? Đó, nó cụ thể ở đâu? Bởi vì động vật thì có hành vi di chuyển đúng rồi nhưng mà bây giờ chỉ mỗi thể hiện là mỗi di chuyển không thôi còn cụ thể là di chuyển kiểu như thế nào thì lại không không nói đúng không? Chỉ ở dạng khai báo thôi thì rõ ràng là nó không thực tế đúng không? Nó không thực tế. Thì lúc này xuống đây chúng ta sẽ ghi thêm một cái này nha còn đó là thay vào đó ở dạng khai báo này những lớp
thừa kế. Thừa kế. Thừa kế lớp trừu tượng lê chứa cái phương thức trừu tượng ấy. Wow. Thì bắt buộc phải thực thi tức là phải cụ thể hóa đấy, thực thi phương thức trừu tượng đấy. Những lớp nào mà thừa kế từ lớp trừu tượng thì phải thực thi, tức là ông phải cụ thể hóa ra. Cụ thể hóa cái hành vi là gì? Di chuyển, nhưng cụ di chuyển là di chuyển như thế nào thì phải cụ thể hóa ra. Đấy, như vậy là cái phương thức búp là dạng khai báo thôi, để biết rằng là có hành vi đấy thôi, còn hành vi đấy cụ thể như thế nào ấy, thì cái lớp mà thừa kế từ cái lớp animal 5 này này nó sẽ cụ thể đấy. Cụ thể như sau nhé, bây giờ thầy cái này xuống đây, thầy có một cái class là cat 5, cho nó thừa kế từ animal 5. Lúc này các em sẽ nhìn thấy nó có báo lỗi này. Nó chạm vào đây, nó bảo là cái cat 5 này chưa có implement, chưa có thực thi cái thành phần abstract là một. Đấy, như vậy là đây là gì, là bắt buộc anh phải phải thực thi cái phương thức trừu tượng đấy. Còn cụ thể hóa thì bây giờ cha đã không cụ thể được rồi, bây giờ con lại cũng không cụ thể thì rõ ràng nó không thực tế, đúng không? Không thực tế. Tôi chỉ biết là cha thì có hành vi di chuyển thôi, còn con di chuyển như nào thì con phải cụ thể. Bây giờ con lại cũng không không cụ thể ra thì nó không có ý nghĩa, và ở đây nó sẽ có đấy. Thì lúc này ta sẽ cụ thể nó, hóa nó bằng cách là chúng ta sẽ làm như sau này, hoặc là chúng ta chạm lên nó hiện ra cái show potential protection fix cái của đấy nhá, nó sẽ hiện ra một số những cái gợi ý cho mình. Thế lúc này chúng ta sẽ dùng cái cách thức ở đây, đó chính là nó có một cái gợi ý là implement abstract class. Thì chúng ta có thể click vào đấy nhé, click vào đấy là cũng được. Thì đây chính là thực thi. Thế còn nếu mà chúng ta không click vào đấy thì chúng ta sẽ viết lại thì cái ông này này. Chúng ta định nghĩa lại nó như sao? Public override void move. Đây chính là implement, thực thi cái hành vi di chuyển. Ví dụ đây là mèo đó, thì lúc này ta sẽ có cái hành vi di chuyển là ví dụ như là run. Đó, thì chúng ta dùng từ khóa override đây nhé, dùng từ khóa override để implement, để thực thi những cái phương thức trừu tượng của lớp cha. Đó, như vậy là con sẽ cụ thể hóa. Cha không cụ thể hóa, cha chỉ bảo là có cái đó thôi, còn con sẽ cụ thể hóa. Tương tự như vậy, ví dụ như thầy có một cái class fish chẳng hạn, thừa kế từ animal fish 5 chẳng hạn đi, cho nó toàn bộ nha. Thì tất nhiên là anh fish 5 này cũng phải implement cái phương thức trừu tượng một public override void move. Ví dụ fish thì cái hành vi di chuyển của nó cơ bản của nó là swim chẳng hạn. Đấy, chúng ta thấy nó sẽ cụ thể từng con một, hoặc từng lớp con. Nó rất rõ ràng.
Như vậy ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ có một cái gọi là bắt buộc những lớp con phải thực thi những cái method trừu tượng của cha, bắt buộc. Như vậy có nghĩa là nó giống như kiểu là một cái hợp đồng ấy, đúng không? Một cái điều khoản là anh muốn thừa kế tôi thì anh phải làm cái này, dạ phải thực hiện cái này, bắt buộc. Để ta sẽ chạy thử xem sao nhé. Xuống đây cái chỗ mà animal Annie này, thì lúc này chúng ta có thể làm như sau: Annie bằng new cat chẳng hạn, cat 5. Dạ, nằm bị chuyển từ cái à không phải animal, đây là animal 5 nhé. Dạ, animal 5. Đó là mà em thấy được này, vấn đề gì? Bởi vì thực ra câu lệnh này nó sẽ không phải là tạo ra một đối tượng animal 5, mà bản chất là tạo ra đối tượng cat 5. Đúng không? Chứ không phải là đối tượng. Sau đó đối tượng đấy được lưu lại vào trong cái biến tham chiếu Annie thì được lưu lại vào trong biến tham chiếu Annie nhé. Không phải là tạo ra đối tượng Annie 1 năm đâu nhé. Bởi vì chúng ta đâu có tạo được đâu. Lớp trừu tượng không tạo được. Thì chúng ta hoàn toàn gán được như thế này là bởi vì chúng ta đã nói đến cái đa hình ở buổi trước rồi. Đó. Đa hình có nghĩa là một cái tham chiếu của cha ấy, đó, thì hoàn toàn có thể chứa được một đối tượng của con. Đúng không? Cát 5 thì nó là thừa kế từ Animal 5 nên Cát 5 được hiểu là nhỏ hơn Animal 5. Cho nên cái đối tượng của Cát 5 nó sẽ nhỏ hơn cái Annie. Thì tất nhiên nó sẽ gắn được cho Annie thôi. Giống như kiểu một giá trị kiểu in ấy, sẽ được gắn cho một biến kiểu double ấy. Thoải mái. Kiểu thế. Thế còn Annie chúng ta như vậy đây là dạng dạng của Annie đang là dạng của Cát 5, chúng ta muốn nó là dạng của Fish 5 thì chúng ta có là Annie bằng new fish đó. Thoải mái. Nó sẽ có dạng và dạng. Bên trên là dạng mèo thì sau lệnh này nó lại chuyển thành dạng là cá. Thế câu hỏi đặt ra là thế thì tại sao lại phải làm như vậy? Tại sao lại phải có cái ông trừu tượng này để làm gì? Đúng không ạ? Tại sao lại có phải có cái phương thức trừu tượng này? Bởi vì là ở lớp khác năm tôi có phương thức mục. Thế là sao? Bây giờ lớp fix năm tôi cũng có phương thức mục. Thế là sao? Thế thì việc gì tôi phải có cái phương thức này? Đó. Cái gì phải có nó? Ở lớp cat 5 này tự cho luôn public void mục sao dạ. Lớp fish 5 này tôi cũng có luôn public và mục, thế là sao đúng không? Điều gì tôi phải có cái phương thức trừu tượng như làm gì? Thì cái lý do nó nằm ở chính cái chỗ mà bắt buộc, như thì nó giống như có một cái hợp đồng ấy, anh phải phải có ấy. Và bởi vì là nó khác nhau chỗ này này. Khác năm ok, có public void mục. Fish năm cũng có public void mục. Nhưng mà nếu như không có. Không có public void mục của fish năm thì cũng không làm sao. Cá không có hành vi di chuyển. Đấy, tôi để đây không có hành vi đấy thì cũng không sao. Thì đây chính là cái điều điều mà nó không ổn này. Như vậy nó dẫn đến hiện tượng là bất đồng bộ. Bất đồng bộ. Thế bây giờ động vật nói chung nó phải có hành vi di chuyển. Thế bây giờ fish lại không có hành vi di chuyển. Rõ ràng nó không thực tế, đúng không? Nó không thực tế. Đấy. Cho nên đây nó sẽ dẫn đến hiện tượng là nó bị bất đồng bộ. Nó không đồng bộ với các cái nước. Ông thì có di chuyển, ông kia tôi không thích di chuyển thì thôi bỏ qua. Thế là không được rồi, đúng không? Thì nó không đúng, nó không đồng bộ nhỉ.
Đấy, cho nên ở đây nó sẽ phải có một cái gì đấy để nó ràng buộc rằng ông phải có nhờ phải di chuyển, bắt buộc phải có nó. Lúc này muốn bắt buộc ấy thì ta phải có cái kỹ thuật trừu tượng ở đây đưa ra. Ông tôi khai báo ông về ông cha ở đây thì các con phải có cái này, phải có di chuyển nhờ, không di chuyển là không được, bắt buộc phải có. Đấy, lúc này nó sẽ có một cái gọi là con chắc là một cái ràng buộc bắt buộc nhé. Lúc này thì các em thấy rằng là this năm này mà không có là không được, nó sẽ có lỗi ngay đúng không, bắt buộc không phải có. Đây đây chính là để nó đảm bảo được cái tính đồng bộ. Lúc này thì từ đây về sau là chúng ta sẽ không cần quan tâm, tôi tạo ra 1.000 cái lớp khác nhau thì 1.000 lớp đấy kiểu gì cũng phải có cái mô. Nên chúng ta sẽ không chúng ta sẽ không không bị sợ rằng là lớp này có lớp kia lại không có nữa. Cái này nó sẽ giúp cho ta đảm bảo được cái tính đồng bộ hóa gì hay có. Đấy, còn nếu mà không 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 dùng áp áp dụng cái abstract kia thì tôi chẳng có được, không sao mà không có thì cũng không sao, không vấn đề gì. Đó thì đấy là ý nghĩa của cái anh bạn trừu tượng ở đây nhỉ. Nhưng mà lưu ý là chỉ những phương thức trừu tượng của lớp trừu tượng thì các lớp con mới bắt buộc phải phải implement hay là phải có đấy, đúng không? Phải có. Còn những phương thức không phải trừu tượng thì không cần. Đó, nó không phải là cái điểm ràng buộc. Ví dụ ở đây thầy xây dựng một cái method là public void input info. Thì phương thức này là phương thức bình thường, thông thường. Đó, không được. Thì các em thấy rằng là nó không hề có báo lỗi gì hết. Đây. Hay là khác là nó không hề bắt buộc các lớp con phải phải thực thi cái phương thức không trừu tượng. Đấy. Nghĩa là nó chỉ bắt buộc trong tình huống cha có phương thức trừu tượng thôi. Thì phương thức trừu tượng đấy bắt buộc con phải có. Còn cha mà không có có những phương thức không trừu tượng thì con không có cũng không sao. Hay là thực ra nó đã thực tế luôn rồi. Ta không cần phải bắt buộc thực hiện cái động tác. Thì đây chúng ta cũng thấy một điều nữa, đó là lớp cha ấy là cái lớp mà trừu tượng ấy nó chứa phương thức trừu tượng thì ok rồi, nhưng ngoài ra nó còn chứa được cả phương thức không trừu tượng. Có nghĩa là sẽ có những điều khoản không ràng buộc, không bắt buộc con phải phải thực hiện nhưng mà có những điều khoản hay là có những hành vi đấy bắt buộc con phải phải có. Đây là cái này nó cũng mô tả đúng cái thực tế đâu bạn. Cha sẽ có những hành vi riêng của cha mà con không không hề có thì không sao cả. Không có cũng không sao, mà có thì cũng không sao, hay là nó không bắt buộc đấy nhà. Thế còn có những hành vi buộc con phải có. Đó thì đấy là cái vấn đề về về trừu tượng, cơ bản trừu tượng. Đây chúng ta sẽ có một số lưu ý nữa. Một số lưu ý. Đó là không dùng từ khóa siêu. Từ khóa siêu, cái từ khóa siêu nó mang nghĩa là kiểu cô lập ấy. Siêu cô lập.
cho lớp trừu tượng. Một lớp siêu tức là một lớp cô lập, là lớp đấy nó sẽ độc lập với các lớp khác, không cho phép có những cái động tác như là thừa kế chẳng hạn, đã cấm thừa kế chẳng hạn. Lúc này siêu sẽ là cái từ khóa được dùng đến. Không cho phép thừa kế, lớp khác thừa kế. Thứ nhất là không dùng từ khóa siêu nha cho lớp trừu tượng. Ví dụ như ở trên đây thầy định là cái lớp này này là cấm không cho thừa kế, lớp trừu tượng cấm không cho thừa kế, thì chúng ta cho siêu vào đó thì nó sẽ báo lỗi đấy nha, báo lỗi không được phép. Đấy, không được phép đưa từ khóa siêu vào lớp trừu tượng nha. Lưu ý thứ hai, B bổ từ truy cập của phương thức trừu tượng không được là private, nghĩa là phương thức trừu tượng không không được phép là phương thức private. Phương thức trừu tượng không được phép là phương thức private đấy. Ví dụ như lên trên đây, cái method trừu tượng của lớp animal 5 này, đó là method move, nó đang có bổ từ truy cập là public nha. Bây giờ thì xóa nó đi, xóa nó đi thế này, các em thấy lập tức nó báo lỗi này. Cái virtual abstract member không thể là private, move là dạng abstract, bổ từ truy cập mặc định ở đây là private. Nên chúng ta thấy nó báo lỗi này, nó phải là protected hoặc là internal hoặc là cái đó không phải là private. Vậy thì cho public đấy. Thứ ba, lớp chứa phương thức trừu tượng bắt buộc phải là lớp trừu tượng, lớp mà chứa phương thức trừu tượng ấy phải là lớp trừu tượng. Có lên trên này, bên lên trên này nhá.
Cái lớp N15 này nó đang chứa cái phương thức MOOC là phương thức trừu tượng. Mà bây giờ thầy bỏ cái struct đi, chỉ để là class N15 thôi. Như này, wow. Thì lúc này nó sẽ có lỗi đấy. Chạy lên nó báo là cái MOOC này nó ở dạng struct, nhưng mà cái tức là nó đã được đặt ở bên trong một cái ông bạn non abstract là animal năm. Đó, cho nên là bảo lỗi nhé. Bắt buộc là cái lớp mà chứa phương thức trừu tượng nó phải là lớp trừu tượng. Lưu ý thứ tư này. Bổ từ truy cập. Phải giống nhau ở phương thức trừu tượng và thực thi phương thức trừu tượng. Bổ từ truy cập nó phải giống nhau nhá. Bổ từ truy cập chứ không phải bổ từ truy cập thì thực ra là thầy chưa 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 nói đến đến các cái bổ từ này, nhưng mà có những cái bổ từ cơ bản như là public này, private, restricted này, internal này, thì thầy sẽ nói chi tiết sau nhé, thầy sẽ nói đến nhé. Lên đây này, ta sẽ xem nha. Ví dụ như đây cái lớp trừu tượng N15 này, cái method move là phương thức trừu tượng đấy. Wow. Nó đang có một thứ truy cập là public này. Public này. Bây giờ xuống cái phương thức, cái thực thi phương thức đó là đây này, của lớp khác năm chẳng hạn. Các em thấy là một thứ truy cập nó cũng là public. Public. Tức là nó giống với cả một thứ truy cập public của phương thức trừu tượng. Bây giờ thầy thay cái public này thành là protected chẳng hạn. Đó. Thì ông này là public, ông này là protected. Nó sẽ có lỗi. Nó bảo là không được phép thay đổi cái asset modifier, không được phép thay đổi cái của từ truy cập. Hoặc ngược lại, ví dụ như chỗ này thì để là protected. Các em thấy nó hết lỗi luôn. Không còn lỗi nữa. Nhưng mà nếu mà thầy để đây là public, nó lại lỗi. Có sự khác nhau về một cái chữ. Thầy sẽ nói kỹ hơn về các bộ từ truy cập nhé, ở bên sau nhé. Lưu ý thứ năm. Không được dùng từ khóa virtual, virtual tức là ảo đấy. Khi khai báo phương thức trừu tượng. Vì sao? Thì mặc định phương thức trừu tượng
đã là vi chùa. Vi chùa là từ khóa này được dùng như thế nào, được dùng để làm gì, thầy cũng sẽ nói những cái đằng sau nhé, đằng sau. Nói chung là kiến thức quan trọng chứ bạn. Đó. Ta xem vào phiên bản C# 9.x này nó có thay đổi gì ở cái lý năm này không nhá. Lên trên đây. Cái này. Vitro. Ta đang đưa từ qua Vitro. Chạm vào nó báo. Là cái method này không không thể được đánh dấu là Vitro. Đấy. Và cuối cùng F. Các thành phần trừu tượng không được khai báo là static, không được khai báo là, tức là không được khai báo là dạng tĩnh, tĩnh là dạng tĩnh tức là dùng chung, dùng chung. Như bên trên thì có nói là cái phương thức trừu tượng là phương thức mà nó sẽ không cụ thể, và cái sự cụ thể hóa đấy nó sẽ nằm ở từng lớp thừa kế. Mà bây giờ mình lại để static tức là dùng chung thì nó không còn là cái sự cụ thể hóa của từng cái nữa rồi. Đó. Nên nó sẽ bị xung đột. Ví dụ lên trên đây nha, thầy cho cái mốt này dạng là static. Đó, nó sẽ bỏ lỗi đấy. Không được phép. Đó thì đây là 6 cái lưu ý. 6 cái lưu ý đối với phương thức trừu tượng. Cái trừu tượng nhỉ. À, đối với các vấn đề về trừu tượng. 6 lưu ý đối với kỹ thuật trừu tượng. Có bạn nào có câu hỏi gì không? Thế không? Thế được, như vậy thì đã trình bày xong về kỹ thuật trừu tượng nhé. Xong rồi đấy. Như vậy về cơ bản thì kỹ thuật trừu tượng này nó sẽ áp dụng cho hai anh bạn, một là áp dụng cho lớp. Thì với, nếu áp dụng cho lớp thì nó sẽ mang cái ý nghĩa cơ bản đó là không được phép tạo đối tượng của lớp trừu tượng. Hay là nếu ta không muốn tạo đối tượng của một cái lớp hay là tạo thể hiện của một lớp nào đó thì đặt lớp đấy ở dạng trừu tượng. Và thứ hai là áp dụng cho phương thức, là ta sẽ áp dụng trong tình huống là nếu như phương thức đó không thể cụ thể hóa được, không thể thể hiện được một cách cụ thể cái hành vi hành động phương thức đấy, thì khi đó ta đặt phương thức đấy ở dạng trừu tượng, và khi đó các cái con của, tức là các cái lớp con đấy, của cái lớp thừa kế từ cái lớp
trừu tượng tương ứng nó sẽ cụ thể hóa cái hành vi đấy. Đấy, cơ bản là như vậy, cơ bản. Bây giờ chúng ta sẽ sang một kỹ thuật khác mà ở đây nó sẽ có một cái hợp đồng ở mức độ chặt chẽ hơn, cứng hơn. Bởi vì cái lớp trừu tượng này chúng ta thấy rằng là ngoài phương thức trừu tượng vẫn còn phương thức không trừu tượng. Vâng, vẫn có những phương thức không trừu tượng, nghĩa là sẽ có những tình huống mà lớp con không bắt buộc phải phải thực thi cái phương thức không trừu tượng. Không bắt buộc. Nhưng bây giờ ta sang một kỹ thuật khác là một kỹ thuật mà bắt buộc là cha có những hành vi gì con phải có những hành vi đấy. Và những cái điều khác nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang lesson tiếp theo nha. Lesson 25. Static void thiết lập strap cho nó nha. Ở bài học này chúng ta sẽ nói đến kỹ thuật, đó là kỹ thuật interface. Chúng ta có thể dịch ra tiếng Việt là giao diện. Chính xác hơn đó là từ giao dịch. Chính xác hơn đó là từ giao dịch. Kỹ thuật này nó được dùng như thế nào? Thì với cái nó sẽ được dùng với cái ý nghĩa như sau nhé, là C sharp không cho phép cái sử dụng kỹ thuật đa thừa kế. C# nó sẽ không, hay nó cấm không cho phép sử dụng kỹ thuật đa thừa kế nhé. Kỹ thuật đa thừa kế nghĩa là thế nào? Nghĩa là một lớp thì được quyền thừa kế từ nhiều lớp, thì đấy gọi là đa thừa kế. Ví dụ ở đây thầy sẽ có này, class class animal 6. Int id string name ta có một class nữa là class trên cạn chẳng hạn, tức là ý là cái lớp này nó mô tả những cái động vật trên cạn hay là sống ở trên cạn. Đấy. Thì bây giờ trong đây chẳng hạn sẽ có một cái string color chẳng hạn, màu sắc. Xuống dưới đây ta có một lớp là lớp cat 6. Cái lớp cat 6 là lớp, tức là lớp mèo. Lớp mèo thì nó cũng là động vật. Nó cũng là động vật. Thì thầy cho nó thừa kế animal 6. Đấy. Nhưng mà mèo cũng là loài vật sống trên cạn. Sống trên cạn. Thì thầy cũng muốn nó thừa kế luôn cả cái lớp trên cạn. Phải trên cả
Tuy nhiên đây chúng ta thấy nó có lỗi. Ta bảo là các giáo này cannot, cái là không được phép có nhiều lớp cơ sở, hay cái là không thừa kế được nhiều lớp. Nó không cho phép như thế vì CSAP nó cấm hành động hành vi thừa kế từ nhiều lớp. Tại sao lại cấm? Là bởi vì hành vi thừa kế nhiều lớp ấy, từ nhiều lớp ấy sẽ làm cho cái việc quản lý chương trình, quản lý code trở nên phức tạp hơn nhỉ. Nghĩa là làm cho developer bị rối nhỉ, rối đấy, nhất là những dự án lớn. Cho nên ở đây người ta sẽ C# không cho phép đa thừa kế, chỉ được phép thừa kế từ một lớp thôi. Thì đây chính là lý do vì sao mà có kỹ thuật interface. Đó, thì để khắc phục điều này thì ta sử dụng cái kỹ thuật đó là interface. Theo đó thì một lớp sẽ được quyền thừa kế một lớp khác, và đồng thời có thể là được quyền thừa kế nhiều interface. Đó, tôi vẫn thừa kế từ một lớp. Đó, nhưng mà ngoài ra tôi lại được quyền thừa kế được nhiều interface. Lúc này interface sẽ được được thiết kế để làm sao nó không làm phức tạp hóa cái vấn đề quản lý code, quản lý chương trình, quản lý dữ liệu. Đấy, đấy là cái lý do vì sao mà có kỹ thuật interface. Thì kỹ thuật interface sẽ được đưa ra và nó sẽ đảm bảo nó phải chứa những điều để làm sao mà nó không làm phức tạp, hay là bỏ đi những cái sự phức tạp nha. Đấy, thế thì chúng ta sẽ xây dựng interface. Để xây dựng interface chúng ta sẽ có từ khóa interface. Bắt đầu bằng từ khóa interface y trên cả như vậy. Nhưng mà trong đây chúng ta sẽ có những điều nó sẽ khác so với lớp thông thường. Cụ thể này, ta có này in string color chẳng hạn, các em thấy nó báo lỗi này. Thầy đang muốn khai báo một cái trường là trường color, nhưng mà đây nó không cho phép làm như thế. Như vậy ta sẽ có điều thứ nhất cần lưu ý là không được phép khai báo trường trong interface. Mà mình mà còn được khai báo thì có nghĩa là nó cũng không khác gì lắm so với cả lớp, nó sẽ làm phức tạp nhưng không được phép nhà khai báo trường. Đấy, được phép nha. Nhưng mà như thế này thì sẽ được này. String color
String color get set. Đây là cái gì đấy các em? Property, yes, ok, property. Nghĩa là ta được quyền khai báo property. Dạ, yeah. Đây là khai báo các em nhé, chứ không phải định nghĩa đâu. Bởi vì get nó không hề có cái get cái gì. Set thì nó cũng không hề có cái set cái gì, chỉ là get chấm phẩy luôn. Set chấm phẩy luôn. Dạ. Yeah. Tức là nó chỉ là khai báo các cái bộ truy cập thôi, các cái accessor thôi. Này khai báo get, khai báo set tức là có get có set. Còn get set cụ thể là cái gì thì không có đây. Chỉ khai báo thôi nhé. Cho phép khai báo property. Nhắc lại rằng chỉ cho phép khai báo thôi, không được phép định nghĩa các property nhé. Rồi. Bây giờ thầy thử thử khai báo một cái indexer xem nó có được không nhá. Chúng ta có float this int index. Thầy đang khai báo cái indexer đấy. Wow. Phải có nhất một accessor này. Cho vào này. Get set get ok, hết lỗi này đúng không? Sẽ cho thêm set này. Ok, muốn là gì? Như vậy chúng ta thấy là ta được quyền khai báo các em nhé, chứ không phải định nghĩa đấy. Khai báo các property, tức là các bộ truy cập các accessor này nó chỉ là khai báo thôi, không cụ thể. Cho phép khai báo các indexer. Như các em thấy nó đã giảm được đi sự phức tạp tương đối đấy. Tất cả là khai báo hết, không cụ thể cái gì hết. Tiếp này, bây giờ thì sẽ có một hành vi của trên cạn này. Void move void một CW. Run fly bay vân vân walk đi bộ.
Rồi xuống đây, cái Cat6 này này, thầy muốn là nó sẽ implement, tức là nó sẽ thừa kế cái anh y trên cạn này, thấy nhá, thừa kế nó này, phải y trên cạn, chạm đây cho nó bảo gì? Chưa thực thi cái thành phần color và cũng chưa thực thi cái thành phần this, tức là khi ta thừa kế interface thì ta phải thực thi các cái thành phần ta đã khai báo trên nha. Đó này, public bên trên thì thực thi cái color này nha, color này thực thi color thì public string color get set một cái này, tiếp theo public in this. À đâu, bên trên là cái this này là plot. Plot this in index. Get set. Bên trên property ok không vấn đề gì. Nhưng dưới này chúng ta thấy cái set lỗi này. Ở đây người ta yêu cầu là must phải có khai báo phần body, bởi vì nó không hề được đánh dấu là abstract, piston hay là patient. Đó. Thì ở lớp mèo này, lớp cái này chúng ta cần phải có một cái mảng, cái listener dùng cho mảng mà. Thì đây thì sẽ có một cái mảng kiểu float. Load mèo thì cứ cho là cái float rate nhé, như thế nhé, float rate get rate e index set create index bằng value. Thì nha. Tất nhiên ở đây các em sẽ nhìn thấy là đối với cái property color này như thế này nó sẽ không có ý nghĩa, nếu nó chỉ là dạng khai báo này. Thực thi cái property color của interface trên cạn, đi trên cạn, nhưng mà nó lại vẫn ở dạng khai báo nên nó không có ý nghĩa đây. Nên trong trường hợp này muốn có ý nghĩa ấy, thì tất nhiên là ta sẽ khai báo một cái trường ở đây. Đó, trường color đây. Sẽ thêm cái vấn đề vào color color bằng value, thì nó sẽ có ý nghĩa hơn, nó sẽ thực tế hơn. Nhanh quá, gần 12 giờ rồi. Để xong rồi thì tí nữa thì sẽ cho bài tập về nhà nhé, là các em sẽ làm điểm progress nha. Bạn nào chưa làm xong các bài tập trên progress, các em phải làm bổ sung như thế này nhé, vì nó sẽ được tính điểm mà.
điểm được thành phần đấy nha. Được chưa? Xuống đây, xuống phân tích main, chúng ta sẽ tạo ra một đối tượng. Thì đây sẽ có một cái điều là chúng ta sẽ lưu ý một chút. Lưu ý này. Thứ nhất là interface cũng giống như lớp trừu tượng là không được phép có thể hiện hay là không tạo đối tượng đấy, không có đối tượng. Điều thứ hai là tất cả các cái thành phần của interface đều đều ngầm định hay mặc định, có mức truy cập là public. Ví dụ đây thầy tạo ra một thử tạo ra một đối tượng của y trên cạn ở trên, đúng không? Y trên cạn, trên cạn bằng new y trên cạn, cho nó có chấp nhận không? Đấy, chạm đây nó báo lỗi là không được phép tạo ra instance, không được phép tạo ra thể hiện của abstract hoặc interface. Nhưng mà thay bằng cat 6 thì được. Cat thì lúc này ta tạo ra một đối tượng mèo xong gán cho cái biến tham chiếu trên cả thì được. Lúc này ta sẽ thử đi. Chấm move chạy thử xem sao. Đó, nó vẫn chạy run flight. Ta còn có một cái điểm nữa với interface khá là hay là interface sẽ được quyền thừa kế từ interface khác, có nghĩa là interface thừa kế interface. Ok, được.
nhưng mà không không được, không được quyền thừa kế từ lớp, có nghĩa là interface được quyền thừa kế từ interface, nhưng interface lại không được quyền thừa kế từ lớp mà chỉ ngược lại thôi, tức là lớp thì được quyền thừa kế từ interface. Đó, bây giờ thì lên đây thầy sẽ chứng minh cái việc là tất cả các thành phần của interface phải là public nhỉ. Và lên trên đây đối với các cái thành phần, đối với thành phần property là string color này, thầy không hề không thể thầy không không hề thể hiện đây là có từ khóa public ở đây. Thầy viết như thế này thì theo như mặc định nó sẽ phải là ở dạng là private, đúng không? Nó phải là private, nhưng mà ở dưới đây hoàn toàn thực thi được nó. Thế nhưng mà bây giờ thầy thay cái public này thành thành cái anh bạn ví dụ như là student chẳng hạn. Đó thì lúc này nó sẽ báo lỗi đây, đó là không hề có thực hiện thực thi cái thành phần cái member là color. Bởi vì phát hiện rằng là đây nó không phải là public. Điều này chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là cái bên trên kia interface cái bổ từ truy cập mặc định của nó là public rồi. Nên cho nên ở đây dưới này cũng phải là public. Như chúng ta học ở bên phần abstract ấy là nó phải cùng kiểu cùng bổ từ truy cập. Điều thứ nhất. Điều thứ hai thì chứng minh ở đây đó chính là cái thừa kế từ nhiều từ interface khác được nhưng không được quyền thừa kế từ lớp khác. Thì ở cái phần interface như trên cạn đây, về xuống đấy, xuống cái interface như trên cạn này, thầy định nghĩa một interface khác là y săn mồi chẳng hạn. Đây sẽ không phải internal mà là interface. Đi săn mồi nha. Ở đây chúng ta sẽ có một lưu ý nhỏ nhỏ đó là đặt tên cho interface nên bắt đầu bằng chữ y hoa để nó tạo cái sự khác biệt với tên của lớp. Tránh nhầm lẫn với tên của lớp. Người ta hay dùng cái tiếng y hoa ở đầu nha. Thì cái interface XAML này thầy thừa kế từ interface y trên cạn. Em thấy được vấn đề gì? Như vậy là interface cho phép thừa kế từ lớp khác, à, từ 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 interface khác được. Nhưng bây giờ thầy cho y sang một để thừa kế từ cách 6. Thì nó báo lỗi. Đó là cách 6 không phải là interface. Cách 6 trong cái danh sách interface nó không phải là interface. Không cho phép thì đó đây là y trên cả. Thế còn xuống dưới đây các 6 như như chúng ta có nói phía dưới đó là các 6 thừa kế từ một lớp và nhiều interface. Bây giờ thầy cho các 6 này thừa kế nốt cả cái y săn mồi kia. Các em thấy được vấn đề gì? Thừa kế được. Tức là nó đang thừa kế từ một lớp và nhiều interface. Ok. Như chúng ta đã ghi dưới nha. Nhưng mà có một điểm lưu ý ở đây ấy, đó là thứ tự thể hiện là chúng ta phải thể hiện là thừa kế lớp trước xong rồi thừa kế interface viết đằng sau.
Chúng ta phải biết là thừa kế lớp trước, xong rồi mới viết thừa kế interface. Chúng ta làm ngược lại nó sẽ báo lỗi đấy. Ví dụ như thầy sẽ cắt cho thừa kế interface trước, xong rồi phẩy thừa kế animal 6 sau. Nó báo lỗi này. Nó bảo là must come before, nó phải được được nằm ở phía trước của bất kỳ một interface nào. Come before any interface. Tức là ta phải thực hiện thừa kế lớp trước rồi mới thừa kế interface sau. Theo thứ tự ngược lại thì lỗi. Không được phép như thế. Animal 6. Vậy bây giờ nhá, cái YAML này thầy muốn tạo một cái tức là trong trong interface thầy tạo ra một cái hàm tạo cho nó xem thế nào. YAML tức là hàm tạo. Thầy có phần thân này. Thì nó báo này, cái interface thì không được phép có chứa các cái hàm tạo. Không được phép chứa hàm tạo. Đấy. Nói cách khác là interface không được phép có hàm tạo. Không được phép có hàm tạo. Thì abstract nhé, không có được, nó cũng báo lỗi này. Không chứa được, không phép chứa hàm tạo. Thì bên trên là interface đã chứa một định nghĩa phương thức mô rồi. Nếu giả sử ta muốn có khai báo một phương thức khác cũng được. Void speech thì lúc này các em nhìn thấy là trong interface nó cũng giống như lớp chủ tượng là có cả định nghĩa phương thức và cả khai báo phương thức, nhưng như thầy có nói tất cả đều mặc định là public hết. Và các cái property và indexer đều phải là ở dạng khai báo, không được phép có thể hiện cụ thể, và interface không được phép có khai báo các cái trường. Trường không có được. Vậy thì đã nói xong về interface, kỹ thuật interface. Bạn nào chưa ghi kịp chỗ nào thì báo lại thầy, thầy sẽ di chuyển đến chỗ đó nhỉ. Cái interface này nó báo lỗi gì đây? Chỗ này thầy khai báo cái speech nhưng mà nó lại ta lại chưa thực thi đó. Thực thi cái chủ tiệm đấy. Thôi được rồi, thực thi cái rào lại nhé. Kỹ thuật interface được tạo ra để làm gì? Đó, mục đích là để khắc phục cái tình huống là đa thừa kế. C# nó không cho phép ta có cái tình huống là đa thừa kế.
Tức là gì? Tức là nó không cho phép ta một lớp lại được thừa kế nhiều lớp. Tại sao nó lại không cho phép? Thì ở đây thì con giải thích rồi, thực ra là kỹ thuật ta thừa kế ví dụ trong C cộng cộng là nó cũng có đấy, nhưng mà nó sẽ làm cho chương trình trở nên phức tạp và có thể dẫn đến những cái tình huống kiểu như xung đột dữ liệu. Ví dụ như lớp A có chứa chứa cái trường ID chẳng hạn, lớp B cũng có thể cũng hoàn toàn có thể chứa trường ID, và bây giờ cho lớp C thừa kế từ cả lớp A và lớp B, rõ ràng là có sự xung đột về tên trường ID rồi. Được chưa? Như thế. Đấy. Và đã có sự xung đột như vậy và cái số lượng trường nó tăng lên khá là nhiều ở các nước khác nhau, dẫn đến hiện tượng là việc quản lý chương trình nó sẽ trở nên phức tạp hơn. Rắc rối hơn cho developer. Thì C Sharp nó không không áp dụng kỹ thuật ta thiết kế đó. Tuy nhiên có những tình huống có những tình huống là cái việc thừa kế từ một lớp không đủ hay là chưa đủ, cần phải thừa kế thêm ở những cái tình huống, những cái thành phần khác nữa mà sử dụng chung, thì lúc này interface nó sẽ ra đời, nó sẽ cho phép là một lớp thì chỉ được phép thừa kế từ một lớp thôi, nhưng mà được quyền thừa kế để nhiều interface, nhưng mà trong interface đấy không được phép có các cái khai báo trường để đảm bảo tránh xung đột dữ liệu. Nhưng mà cũng cũng chỉ được phép khai báo property và khai báo integer thôi, chứ không được phép định nghĩa. Để đảm bảo là nó sẽ cái này đúng không? Cái này đúng bởi vì là interface nó không có trường thì làm gì mà định nghĩa được property, đúng không? Cái trong interface nó không có trường thì làm gì mà định nghĩa được đi sơ, chỉ khai báo thôi. Khai báo là giống hệt như kiểu giống như lớp chủ tượng ấy, là nó có cái đấy, có cái property đấy, có cái đấy sơ đấy, con sẽ thực thi, con sẽ cụ thể hóa giống như ở đây thế. Đấy. Cái điều quan trọng đó chính là nhiên chỉ là khai báo thôi nha, khai báo ở dạng chung thôi, tức là nó ở dạng trừu tượng ấy nha, dạng chung này. Theo đó thì tất cả các cái con sẽ phải thực hiện, tức là cụ thể hóa là con nha, con chứ nó không là cha, nó không cụ thể như đấy. Vẫn cho phép có integer, vẫn cho phép có property, nhưng chỉ khai báo riêng riêng trường thì không được phép. Cái là quan trọng đấy, cái là rất quan trọng đấy nhá, cái việc mà thừa kế từ một lớp xong lại thừa kế được nhiều interface rất quan trọng nhá, vì nó sẽ được áp dụng rất rất rộng rãi. Nhất là những dự án lớn sẽ có những cái khai báo interface dùng chung cho rất nhiều các lớp con, các lớp khác nhau. Và một interface đó là còn chưa đủ, cần phải tách ra thành các interface khác nữa, để lớp con này thì phù hợp với interface kia thì thừa kế nó, lớp con kia phù hợp với interface này thừa kế nó. Còn lớp con này là phù hợp với cả cần cái interface này, cần cái interface kia thừa kế hết rồi. Sẽ tách ra rất là nhiều tình huống đấy, nhiều các tình huống. Mục đích cuối cùng là để giúp cho developer dễ dàng hơn trong việc code, trong việc quản lý code, quản lý chương trình, quản lý dữ liệu. Mục đích cuối cùng là như thế đấy nhé, chứ không phải làm phức tạp hóa vấn đề đâu đấy.